Xin chào các bạn, mình là Tuấn Lỗ và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một clip cách mà mình ghép mây cho một bức ảnh như này. Đó. Thì clip này thì mình nói cũng khá là nhanh. Đối với những ai mà chuyển từ Lightroom sang á, thì có thể là xem đi xem lại một vài lần thì nắm được. Thì cái bức ảnh này là mình pano từ những tấm nhỏ, nhưng là khi mà để bắt đầu làm á, chúng ta phải ghép nó lại. Thì Photoshop nó có một tính năng là Photo Merge, thì mọi người có thể là ghép những tấm ảnh này lại rất là quen thuộc rồi. Thường thì đối với những cái tấm pano xong thì kích thước nó sẽ rất là lớn, thế nên là bước đầu tiên thì mình sẽ resize lại những cái nhỏ để mà cái việc chỉnh sửa nó dễ dàng hơn. Mình sẽ để kích thước chiều ngang của nó là 9.000. Bước tiếp theo là mình sẽ chỉnh sửa lại cái tỷ lệ của cái ảnh này. Chiều ngang và chiều dọc của nó sẽ được cân đối hơn. Sau đó thì các bạn có thể thấy là đối với những cái phần mà nó bị trống á, khi mà mình chụp á, nó bị thiếu thì mình có thể là phải chuẩn chọn quá để mình kéo lại những cái phần đó. Khá là ok rồi. Tiếp theo thì cái ảnh này nó đang bị khá là ngắn, khá là bị thấp, nên là mình sẽ crop kéo rộng phần trời lên để mình ghép phần trời mới vào. Còn đối với những cái chi tiết nhỏ bị trống này thì chúng ta có thể là dùng công cụ Glow Stamp để lấp lại những phần như này, tạo một layer trống bên trên. Chúng ta dùng Glow Stamp, mình sẽ chọn là Curve Below, sau đó mình tô vào thì mình sẽ giữ được cái ảnh gốc mà mình không phải nhân đôi cả cái layer đấy. Còn đối với cái phần trời như này thì chúng ta có thể là dùng brush màu trắng mình tô vào thôi. Vậy là coi như là xử lý xong phần trời. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ ghép cái con vịt này vào, vì là con vịt chụp mới một cái ảnh này thì nó sẽ được nét hơn. Đó, mình sẽ tạo một cái layer mask cho nó. Sau khi ghép con vịt vừa rồi thì chúng ta sẽ tẩy đi những cái phần thừa bên ngoài. Thì có một cách khá là hay khi mà tạo mask á, mọi người ấn Alt T và kích vào cái icon mask á, thì nó sẽ tạo ra một cái mask màu đen. Đó, sau đó mình sẽ tô màu trắng vào phần con vịt. Chúng ta lưu ý là cái bóng tòa nhà mới và sau khi chúng ta ghép con vịt vào, cũng như là cái bóng mặt trời á, thì đừng để con vịt mới vào nó bị che đi. Những bước mà chúng ta xử lý trước khi chúng ta ghép mây á, vậy là đã xong. Thì ở đây đến bước ghép mây thì mình sẽ có hai cái bức ảnh, một là bức ảnh có một bầu trời không, bầu trời màu xanh đó, và một bức ảnh là có cái gợn mây. Thì chúng ta sẽ ghép hai cái này vào. Trước hết chúng ta sẽ ghép một bức ảnh mà có bầu trời như này không đã. Chúng ta sẽ để blending mode của cái layer mây á là multiply, thì nó sẽ đè lên phần cái layer bên dưới. Có thể là cho cái bức ảnh mây này nó sáng lên thì nhìn nó đỡ bị giả. Đó. Sau đó thì mình tạo một layer mask cho cái layer mây như này, rồi mình sẽ tô màu trắng lên những cái phần mà mình muốn có mây lên đó.
Với cái phần tòa nhà này thì mình phải là tạo một cái vùng chọn tòa nhà và mình tô, chứ mình không tô đại khái được thì mình phải dùng cụ pen tool để mình tạo vùng chọn cho nó. Đấy, trường hợp này mình dùng công cụ pen tool. Đối với những ai chưa biết thì mình có thể là dùng công cụ pen tool để mình tạo cái path cho nó, sau đó là mình dùng một phím tắt đó là ấn Ctrl và Enter. Đó, thì nó sẽ tạo cho mình một cái vùng chọn. Mình đảo ngược nó bằng cách là ấn Ctrl Shift Y ngắn. Đó, mình đảo ngược vùng chọn này lại và mình tô lên những cái phần mà phần trời của cái viền cái tòa nhà này. Đó, thế là mình có thể tô được. Đó, mình group cái này lại. Bước tiếp theo thì mình sẽ ghép thêm cái nền trời này vào. Đó. Thì cái nền trời này là nền trời gợn mây của nó khá là bị động, nên là mình sẽ giảm opacity của nó đi. Và đã có cái nền trời thứ nhất ở dưới rồi, có màu xanh rồi, nên là mình không sợ là nó bị lộ. Đó. Ở đây mình đã có sẵn một cái mask rồi đúng không ạ? Thì mình có thể là ấn Alt, mình kéo cái mask đấy lên bên trên để nó lấy luôn cái mask bên dưới. Và mình có thể là xóa đi những cái phần mà bị chồng lên chi tiết bên dưới này. Đó. Mọi người có thể thấy là cái ảnh trời này nó đang bị đè lên. Mình có thể là dùng tẩy để mình tẩy đi. Đó thì chúng ta có thể là chỉnh lại cái phần bên dưới phần ảnh của mình cho nó tối đi. Đó, dùng tẩy để tẩy đi phần nào mình không muốn nó tối. Bây giờ sẽ là bước ghép mây cho cái mặt hồ bên dưới. Thì trước hết chúng ta sẽ tắt hai cái mask của hai cái layer trời bên trên đi đã. Đó. Sau đó thì chúng ta nhân đôi cả cái group lên để lấy một cái trời tương tự. Rồi thì chúng ta tạo một layer từ cái group đó bằng cách là phải chuột này. Merge group. Như thế thì cái group của chúng ta sẽ biến thành một layer. Và để tạo bóng cho cái mây dưới mặt hồ, chúng ta sẽ lật ngược layer đấy lại. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo mask cho nó và tô lên cái phần mặt hồ, mặt nước của nó. Đó. Sau khi tô xong thì bạn có thể là tẩy đi những phần liên quan đến con vịt này, có thể là cái phần viền của mặt hồ. Sau khi tạo mask xong thì chúng ta sẽ làm mờ cái phần mây bên dưới đi. Đó, như thế thì mây nó sẽ trông thật hơn. Bằng cách là mọi người dùng cái filter là Gaussian Blur. Tiếp theo là đối với những cái phần mây mà nó đang hơi bị đậm như này này, mà mình muốn là nó bị mờ đi, thì mình có thể là
chấm màu xanh của nền trời và mình tô vào phần mây đó. Đó, các bạn thấy là mình tô phần mây thì phần mây nó bị mờ đi và mặt nước trông có vẻ là nó êm hơn. Xử lý lại những cái phần chi tiết nhỏ nhỏ như này, ví dụ như phần dome này, phần viền này mình cũng có thể là dùng pen tool để mình tẩy mình xóa đi. Cơ bản thì như thế là chúng ta đã ghép xong được cái nền trời này vào rồi. Thì bây giờ sẽ đến cái bước mà chỉnh lại cái phần ánh sáng và màu sắc của cái ảnh này cho nó đẹp hơn. Thì thường thì mình sẽ cho cái nền trời màu nó tươi hơn, chỉnh nó tươi hơn, xóa đi những cái phần mà màu nó bị đậm quá như này. Đối với những phần mà tòa nhà bị mây ám vào ấy, thì chúng ta có thể là xem cái mask của nó bằng cách ấn Alt và kích vào cái mask. Đó. Thì chúng ta tìm là cái phần mask nào mà nó có màu trắng á. Thì mình sẽ tẩy phần này đi. Đó, trong trường hợp này có phần này, mình sẽ tô màu đen của nó vào. Thì tô màu đen vào trong mask thì rõ ràng là phần ảnh của nó sẽ bị ẩn đi. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo khối cho cái tòa nhà này. Cái là chúng ta tạo một cái layer 50% gray. Đấy, mọi người ấn Shift F5 thì nó ra cái bảng fill. Và chúng ta chọn 50% gray. Đó, để overlay. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng công cụ là Double and Burn Tool. Chúng ta là phím O. Thì công cụ đó là công cụ làm sáng và làm tối cho cái ảnh của mình. Thì mình sẽ tô lên cái phần mà layer 50% gray này. Burn Tool. Tô vào đâu thì phần đó nó sẽ tối đi. Tương tự với con tòa nhà bên kia. Thì mọi người có thể chuyển qua lại giữa hai cái công cụ là làm sáng và làm tối bằng cách là dùng công cụ này thì ấn Alt để chuyển sang công cụ kia. Mình không phải chọn qua lại hai công cụ này. Alt. Cái phần trời bên trên nó hơi tối một chút thì cảm giác ảnh nó sẽ có chiều sâu hơn.
Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái mặt trời ở đây. Và chúng ta tạo ra một cái layer màu vàng, tô màu vàng cam vào. Sau đây chúng ta sẽ để là screen. Như thế những cái phần viền của nó sẽ sáng. Đúng mặt trời phần bãi cỏ nó bị màu nó bị nhạt như này thì chúng ta có thể là tạo một cái layer mới bên trên và tô màu xanh lá vào. Chúng ta sẽ lấy màu xanh lá từ bên dưới và tô lên bên trên. Sau đó thì cái layer đó chúng ta sẽ để là overlay thì nó sẽ có màu xanh, nó sẽ tô được màu xanh vào đây. Thì sau khi chúng ta tô thêm màu cho nó thì chúng ta sẽ thấy là cái quả đồi nhỏ nhỏ này nó đang bị hơi bị bẹt, tức là nó chưa có khối lắm. Thì chúng ta sẽ tạo khối cho nó bằng cách là chọn lại cái công cụ. Thì chúng ta sẽ tạo khối cho nó bằng cách là chúng ta chọn lại cái layer 50% gray á, tô lại khối cho nó thì cái quả đồi này khối của nó sẽ rõ ràng hơn.
Đối với phần bóng con vịt này cũng như là phần bóng của những cái cây bên dưới nó đang hơi bị đậm quá. Đó, thì mình cho nó sáng lên. Cái là tẩy bớt cái bóng của con vịt. Mình sẽ tô một cái layer curve bên dưới mặt nước và tô lên những cái phần mà những cái bóng bên dưới mặt nước đó. Như vậy thì phần bóng đấy nó sẽ sáng hơn. Blonde hair, blue eyes, that'll make you faint on sight. But she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. Với các bạn thì phần ghép mây của mình cũng chỉ có như thế thôi. Đó. Sau đó thì mọi người có thể là chỉnh sửa lại những chi tiết mềm nhỏ như là tạo khối cho cái tòa nhà này. Nó có thể là xóa đi những chi tiết bẩn, những chi tiết thừa mặt nước. Đó là mình sẽ blend màu. Bye.
Và blend cho mảnh này thì cũng rất là đơn giản đó. Phần highlight mình kéo vàng, mình kéo đỏ, còn phần shadow thì mình sẽ kéo xanh. Phần chia sẻ của mình thì cũng chỉ ngắn gọn như thế thôi. Thì nếu mà có ai mà còn thắc mắc hoặc là chưa làm được cái bước nào thì có thể là comment lại để mình có thể là giải đáp. Cảm ơn mọi người.